Bạch Thế Tôn như trong hư không, không có địa giới có thể an lập, không có thủy hỏa phong không thức giới có thể an lập. Việc tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như vậy. Bạch Thế Tôn như trong hư không, không có vô minh có thể an lập, không có hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não có thể an lập. Việc tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như vậy. Bạch Thế Tôn như trong hư không, không có bố thí ba la mật đa có thể an lập, không có tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa có thể an lập. Để tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như vậy. Bạch Thế Tôn như trong hư không, không có pháp không nội có thể an lập, không có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không đi giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh có thể an lập. Việc tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng như vậy. Bạch Thế Tôn như trong hư không, không có chân như có thể an lập, không có pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ có thể an lập. Việc tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như vậy. Bạch Thế Tôn như trong hư không, không có thánh đế khổ có thể an lập, không có thánh đế tập diệt đạo có thể an lập. Việc tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như vậy, Bạch Thế Tôn như trong hư không, không có bốn tịnh lự có thể an lập, không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể an lập, việc tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như vậy. Bạch Thế Tôn như trong hư không, không có tám giải thoát có thể an lập, không có tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ có thể an lập, việc tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như vậy.